Hello anh em, chào mừng anh em đến với channel Học Chơi Mir4 của mình. Thì trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ bí ẩn sân Trần Tinh quyển 4. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho những bạn mà chưa biết á. Thì để mà nhận được cái quyển 4 này á, thì các bạn phải làm cái nhiệm vụ yêu cầu ở thị trấn Pichion nè. Các bạn phải làm cái nhiệm vụ có cái nhẫn đây, vì đại nghĩa thu thập roi của người thuần hóa. Khi mà các bạn làm xong cái nhiệm vụ này á, rồi nếu mà các bạn nhận cái nhiệm vụ đó mà nó vẫn chưa hiện nguyện thứ tư cho các bạn á, thì các bạn sẽ phải hoàn thành xong cái nhiệm vụ ở cái lâu đài đây. Ở cái lâu đài đây á, thì nó sẽ có một cái nhiệm vụ mà nó kết hợp với cái nhiệm vụ ở thị trấn Pichion. Thì các bạn làm xong cái nhiệm vụ ở thị trấn Pichion nó mới hiện ra nhiệm vụ ở bên đây. Rồi để mình coi cái nào. Đây, cái nhiệm vụ vũ khí sát thần đây. Thì các bạn mới đầu vô các bạn tìm thì nó sẽ bị ẩn. Thì muốn hoàn thành cái này á, muốn hoàn thành cái vũ khí sát thần nhiệm vụ này á, thì các bạn phải hoàn thành cái nhiệm vụ bên đây. Đây, cái yêu cầu bắt buộc đây, thu thập cờ gãy. Khi mà các bạn hoàn thành xong cái nhiệm vụ đây á, nếu mà nó chưa ra quyển 4 thì các bạn quay lại, các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ vừa rồi mình nói á, là nó sẽ có. Rồi hoàn thành cái vũ khí đây thì nó sẽ cho các bạn cái quyền thứ tư của cái bí ẩn sừng Trần Tinh đây, ngọc trai Trần Tinh đây. Thì bây giờ thì bắt đầu mình làm nhiệm vụ nha. Đây, các bạn muốn tìm nhiệm vụ đây. Nhiệm vụ đây thì nó ở tầng 1. Các bạn bấm vô map. Rồi đây, khu vực nghĩa địa Trần Tinh. Các bạn phải chuyển nó qua từ thay đổi nè, bình thường độ khó thay đổi qua thành tinh anh nha. Ở đây nó hiện lên đây, cũng đây. Bây giờ các bạn di chuyển tới. Rồi, thì mình sẽ di chuyển bằng cuốn sổ cho nó nhanh. Rồi đây, các bạn gặp tên Tay Sai Trần Tinh này, nói chuyện với nó. Rồi xong, đây là cái thứ nhất. Rồi tiếp theo, hồn ma một món quà, món quà hang động dưới nước, qua thung lũng trước đó nhưng trong đấy ta cộng thêm thông tin và có ai đó. Rồi bây giờ các bạn ấy phải các bạn qua nghĩa địa tầng 2, qua nghĩa địa Tân Anh tầng 2 đó. Rồi di chuyển tiếp. Cho mình manh mối. Giờ tiếp tục. Ta cần vũ khí Trần Tinh. Rồi cái vũ khí đó thì mình sẽ tìm ở đây. Đó, di chuyển qua. Thu thập đây, nó hiện lên đây. Mình thu thập đủ 10 cái là xong. thu thập xong thì mình lại tiếp tục mình về mình gặp ông đó tiếp. Có phải mua tất cả hộp rác mở từng cái một không? Ừ. Đây. Thì bây giờ để mình tìm cái đó thì mình vào gian hàng cũng đây, mình mua hộp này, hộp rác của đây này. Thì cái đây thì nó sẽ cho mình ra một cái bản đồ nhưng mà là hên xui nha anh em. Thì mình cứ mua 5 cái mình mở đi. Mình mở nếu nó chưa ra thì mình mua tiếp. Đây, hộp rác đây. Mát. Rồi đây. Mình có cái bản đồ đây là được rồi. Thì bây giờ mình quay về lại tầng 1 này. Mình về đây, mình về lại cái chỗ mà cái thằng đầu tiên mình gặp á. Trời, mới nãy cũng chưa kịp di chuyển để cái sàn. Đó thì bây giờ anh em về tới đây nè. Rồi anh em bật lên đó, bây giờ mình sử dụng cái bản đồ này, bản đồ hang động dưới nước này, sử dụng đó. Rồi bây giờ để mình xuống dưới đó thì mình cho mình nhảy vật nha anh em. Đây này, đây đó. Đó mình nhảy thẳng xuống đó là nó sẽ chuyển mình vào cái map. Sạch đống rác này trước khi tìm xung quanh. Đó là bây giờ mình phải giết hết cái đám chằn tinh này. Rồi cho anh em bật lên. Thì ở cái đoạn 100 này thì mình sẽ tua nhanh qua nha. Rồi khi mà mình đánh xong hết 100 con á thì tiếp theo là mình phải qua mình dọn dẹp hết mấy cái này. Mình nhận dẹp hết mấy con mà còn lại trong đây. Rồi, sau này mình đã hoàn thành rồi anh em. Đây, mình đã hoàn thành xong cái phần cuốn thứ tư của cái sừng chằn tinh rồi. Nhận gương luôn. Thì chúc anh em thành công nha. Rồi nếu anh em cảm thấy hay, có ích thì anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái nhiệm vụ tiếp theo mình làm. Và có thể thì cho mình xin một nút like ủng hộ. Còn nếu có bất cứ ý kiến hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy để dưới phần bình luận cho mình nha. Rồi mình xin cảm ơn.